Chào các bạn. Bây giờ tối rồi. 17 giờ 37 phút ngày mùng 1 tháng 3. Mình cập nhật lại cây lộc vừng. Mình làm cách đây mấy tháng các bạn ạ. Thời gian mình làm cái cây này là thời gian là ngày 25 tháng 8 năm 2020. Vậy 25 tháng 9 là 1 tháng, 25 tháng 10, 25 tháng 11, 25 tháng 12, 1, 2 hoặc là 6 tháng. Cây của nó quá dài. Thế cây này nó ở bờ rào. Mình trồng bờ rào, bờ rộng, bờ ao ấy. Nó dài quá, mình vít nó lại. Nó không có cành, cho nên vít lại. Thì cái video ấy tên là kỹ thuật ghép thu ngắn khoảng cách hai cành lục vừng. Thì hôm nay mình đọc lại tin nhắn thì các bạn hỏi là tình hình như nào. Thì hôm nay mình cần cập nhật lại nhé. Thì bây giờ mình rạch hết cái này ra, mình xem tình hình như nào. Rạch cái túi này ra. Còn ghép như nào các bạn xem lại video cũ. Bây giờ mình rạch lại, rạch ra mình cập nhật xem nó liền chưa. Và cách xử lý thế nào. Cái việc đầu tiên là cây này ghép đã thành công. Còn bây giờ nó liền như nào thì mình chưa cưỡi. Bây giờ mình quay cùng các bạn xem nó như thế nào. Thật ra đây chỉ là khắc phục thôi. Mà nói đúng là cây này nó cũng rất là côn rồi. Mình có cắt thì cắt thì thôi. Nhưng mình cứ thử vá thử xem các bạn, mình cứ thử ghép cho nó được không. Nếu được là một dữ liệu để anh em tham khảo. Ui, chặt quá. Con ơi, mẹ có tắt máy mà bà không tắt cho học kiểu. Nó chặt lắm các bạn ạ. Hình như nó khi mình quấn vào nó lớn thêm. Có phải thấy đi, đi. Một thời gian nó lớn thêm khá nhiều sao ấy? Sao nó bị tổn thương nhiều không? Rồi. Chắc chắn nó liền nó mới sống được. Đây. Mình lỗi, mình cho điện thoại ra một chút. Chặt quá. Keo dính chặt quá các bạn ạ. À đây mình quấn ở dưới rồi. Mình quấn cả vào ở đây đây, một chút. Thế mình dừng điện thoại một chút để đỡ mất thời gian của các bạn. Mình đã bỏ xong cái băng dính ra các bạn ạ. Qua quan sát của mình thì nó chưa liền cho lắm. Nhưng mà nó mọc rễ ra rồi. Thế này. Rễ nó mọc ra rồi các bạn ạ. Đấy, rễ đây đây. Nó rễ nó mọc ra rồi. Được cái nó chưa chết thôi. Thế như mình vừa nói là cây này nó là cây khá côn rồi. Kể cả mình không thành công nhưng nữa, mình bỏ đi. Mình để một cây trực thế này cũng được. Nhưng mình cứ làm thử nghiệm. Cây nó quá dài. Còn cây sống được chắc mình nghĩ là do cái vỏ ở đây nó truyền chất dinh dưỡng. Có thể truyền ngược lên một tí cho cây vẫn sống. Tuy nhiên đang tràn dịch như này. Đang dịch đang tràn đây ra. Đấy. Thì có thể trên kia cũng tràn rồi. Nếu dính vào nhau thì mình phải nuôi sổng cành này. Bởi vì là mình đang nuôi cành này mà. Nên nuôi sổng cành này cho liền cho nó chặt hơn. Đây, liền cái này sau thân bên này đây. Đấy, hai cái xa nhau quá mãi trước mãi dưới này rồi mình kéo lên thì kể cả liền sau này mình phải dùng vít mình buộc lại thỏa ra một cái là nó sẽ bung gãy mất. Còn bây giờ lọc nó còn hơi đỏ đỏ này mình để cho lọc nó già đã, nó ban bánh tẻ mình bấm triệt trên này, bấm triệt cái đỉnh trên này và bấm triệt cái cành ở dưới để cho tập trung chất dinh dưỡng vào đây. Xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.